Xin chào tất cả các bạn. Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại một cái video về từ vựng cũng như là các cái kiến thức liên quan tới IT Computer. Đầu tiên thì mình sẽ cùng đến cái câu nguyên bản của nó là Supatsu nichiji matawa tochaku nichiji wa sette okonatta jiten no kiten to shita kakou no jikoku wa sette fuka to suru. Ở đây mình bắt gặp cái từ đầu tiên, đó là cái từ fuka và kano. Ở trong IT, những cái văn bản tiếng Nhật chuyên ngành thì mình thấy gặp rất là nhiều các cái từ là fuka này hoặc là kano này, là có thể và không thể, nó bằng với dekiru và dekinai. Khi mà trong một cái văn bản để thể hiện cái tính trang trọng cũng như là để cho cái câu trở nên nó ngắn gọn và xúc tích thì mình thấy là người ta hay dùng cái hai cái từ này thay cho cái dekiru và dekinai bằng là kano hoặc là fukano hoặc là fuka. Tiếp đến là có một cái từ, đó là cái từ setting, là từ sette. Từ này mình có thể dịch là thiết lập. Tuy nhiên trong cái đoạn giao tiếp và trao đổi hàng ngày ở trong công việc thì mình thấy các cái bạn dev sử dụng cái từ setting này rất là nhiều, và mình có thể bắt chước và sử dụng nó theo để cho cái việc giao tiếp của mình nó trở nên gọi là mượt mà và pro hơn. Tiếp đến này, mình sẽ phân tích về mặt cấu trúc ngữ pháp. Nó có cái từ nani nani o, nani nani to suru. Nó có thể bắt gặp hai trường hợp, đó là nani nani o và to suru, và trường hợp thứ hai là nani nani o nani nani ni suru. Hai cái thì nó về mặt ngữ nghĩa thì nó tương đương là giống nhau, tuy nhiên là to suru thì nó sẽ nhấn mạnh hơn về mặt kết quả, còn ni suru thì nó nhấn mạnh hơn về cái tính quyết định chủ quan của mình. Ở đây mình thấy cái chủ ngữ của mình là wa ở ngay cái cụm đầu tiên, đó là cái nichiji. Ở đây nó chính là cái thời điểm, thời gian xuất phát này. Tô chắc cự ở đây là thời điểm, thời gian đến. Ma tạo hóa là hoặc là, đúng không? Thời điểm, cái thời gian đến, cái ngày giờ đến và cái ngày giờ xuất phát thì là làm sao ạ? Thì sete okonatta jiten o kiten to shita. Với cái cấu trúc là nani o, nani to suru là lấy cái gì đó làm cái gì, gọi là lấy cái thời điểm đấy làm gốc, lấy cái thời điểm đấy làm cái điểm khởi đầu. Thì nghĩa của mình, cái từ tố sư ở đây nó lại bổ nghĩa cho cái từ kakono jikoku. Vậy là cái kakono jikoku này là cái danh từ chính này. Vậy là cái chủ ngữ chính của mình ở đây nó nằm ở cái hóa thứ hai này, gọi là sẽ không cho phép, đúng không? Không cho phép setting cái khoảng thời gian trong quá khứ. Cái thời điểm trong quá khứ ở đây nó có nghĩa là nó được bổ nghĩa với cái đoạn đằng trước này, nên là cái đoạn đằng trước này mình hiểu đó là tại cái thời điểm, cái di tên này, đúng không? Lấy cái thời điểm làm gốc, lấy cái thời điểm mà lúc mà mình thực hiện setting đấy thì là mình sẽ không cho phép mà setting cái khoảng thời gian ở trong quá khứ nữa, cho cái ngày đến và cái ngày xuất phát. Cái này thì nếu mà phân tích về mặt ngữ pháp và dịch ra như thế này thì là có thể các bạn sẽ hơi khó hình dung một chút, là không cho phép setting cái thời gian xuất phát hoặc là cái thời gian khởi hành là cái thời gian trong quá khứ tính từ thời cái thời điểm mà thực hiện cài đặt. Thì cái ý của cái tính từ thời điểm thực hiện cài đặt này nó có nghĩa là như thế nào? Đây là một cái hình ảnh ví dụ mà mình lấy ở trên mạng. Thì cái phần này nó chính là cái phần đặt vé máy bay có khứ hồi và một chiều. Khứ hồi là cả đi cả về, đúng không? Còn một chiều là đi chiều đi hoặc là chiều về. Thì trong trường hợp mà mình chọn cái phân loại đó là khứ hồi thì có nghĩa là mình phải có một lượt bay và một lượt về, một lượt đi và một lượt về. Thì tại cái thời điểm mà mình setting, mình chọn ấy, cái từ setting ở đấy gọi là chọn, hay còn gọi là site ấy, là chỉ định cái thời gian mà mình sẽ đi vào ngày nào và mình sẽ về vào ngày nào ấy, thì là supatsu nichiji và tochaku nichiji này này, mình sẽ chọn cái ngày đi và ngày về. Thì ngay tại cái thời điểm mà mình tiến hành setting, là ngay tại cái thời điểm mà mình chọn cái ngày đi và ngày về đấy, là mình đã phải để cho cái hệ thống của mình là không cho phép thiết lập cái khoảng thời gian trong quá khứ. Thì các bạn thấy ở đây, cái phần lịch của tháng 4 năm 2023 này, thì nhìn vào cái phần này mình sẽ thấy là cái ngày hiện tại là cái ngày mà lúc mà cái bạn này, cái bạn user này, bạn ấy thực hiện setting ấy là ngày 20. Và tất cả những cái ngày còn lại là từ ngày 19 trở về trước là cái ngày trong quá khứ. Và mình sẽ phải setting làm sao để không cho phép được cái thời gian trong quá khứ đó, để mà giúp cho cái người dùng, người ta sẽ không bị đặt nhầm. Người ta sẽ không đặt nhầm là cái ngày đấy nó đã qua rồi mà để đi đặt cái vé máy bay là sẽ đi chẳng hạn, thì là nó sẽ thành là bị đặt nhầm thì là sẽ không được, đúng không? Nên là người ta mới để ngay từ đầu đó là không cho phép setting cái thời gian trong quá khứ tại ngay cái thời điểm mà mình thực hiện setting đấy. Và ý của cái câu trao đổi này có nghĩa là khi mà các bạn dev, các bạn đi code ấy, là các bạn ấy bắt buộc, các bạn ấy đã phải làm sao? Đã phải code làm sao để cho cái ngày hiện tại
là ngày nào thì tất cả cái ngày quá khứ đấy nó phải bị ẩn đi và không được phép chọn. Đấy, thì mặc dù nó chỉ là một cái câu tiếng Nhật đơn giản này thôi, nhưng mà nếu như mà chúng mình để ý một chút thì chúng mình sẽ ngầm hiểu được cái ý mà người ta muốn nói ở trong cái đoạn văn của mình là gì, để cho cái việc code của mình nó được đầy đủ trọn vẹn về mặt ý nghĩa và không thiếu những cái yêu cầu của khách hàng. Đấy, thì đó là cái phần nội dung của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Sane.